thực hiện kế hoạch của Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại lễ Phật Đảng Liên Hiệp Quốc v Sắc 2019 được tổ chức tại Việt Nam trong hai ngày 8 và 9 tháng 5 năm 2019. Thường tòa Thích Quảng Lộc, Phó trưởng ban kỳ sự, trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang kết hợp phân ban ni giới và các tự viện, chùa Phật Ân, trụ sở trường trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang Chùa Sắc Tứ Long An, huyện Ca Lậy, Niệm Phật Đường Liên Hoa, huyện Chợ Gạo, tổ chức bàn giao 20 căn nhà tình thương cho bà con gặp khó khăn về nhà ở tại các huyện Cái Bè, Cai Lậy và Chợ Gạo. Vê Sắc là sự kiện thiêng liêng gắn liền với cuộc đời của Đức Phật, ngày Đức Phật đản sinh, ngày Đức Phật thành đạo và ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Đây là sự kiện hy hữu của toàn nhân loại. Đức Phật là bậc đạo sư đại giác ngộ, ngài đã đem đến cho nhân loại bước thông điệp về hòa bình hạnh phúc thương yêu mở ra con đường mà tự thân mỗi người phải vượt qua sự cám dỗ và chi phối của lòng tham sự sân hận và si mê của mình để tiến đến cảnh giới giác ngộ giải thoát là lẽ đích thực cứu cánh của cuộc sống kỷ niệm ngày vê sắc là cơ hội để tất cả chúng ta cùng nhau suy ngẫm và tôn vinh giá trị tư tưởng nhân văn của phật giáo thông qua cuộc đời của đức phật đã dạy cho chúng ta rằng Hạnh phúc thật sự của mỗi con người không phải chỉ tìm trong vật chất mà thay vào đó phải đi tìm sự an lạc trong tâm hồn. Và những ý nghĩa cao đẹp đó, sáng ngày 8 tháng 5, đoàn đến bàn giao căn nhà cho gia đình chị Võ Thị Thu Vân, sinh năm 1985, ngụ ấp Tân Thiện, xã Tân Phong, huyện Cái Bè, và gia đình ông Võ Văn Tuấn, ngụ xã Bình Phú, huyện Cai Lầy. Sáng ngày 9 tháng 5, đoàn ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh chia làm hai hướng, phân bang ni giới tỉnh Tiền Giang do ni trưởng thích nữ tịnh nghiêm cùng quý ni sư trong băng phân bang ni giới đến trao căn nhà cho gia đình chị Nguyễn thị Phiên, sinh năm 1973, ngụ tại ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Long, quyền Cai Lậy. Riêng thường Tòa Thích Quảng Lộc cùng Chư Tôn Đức trong ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh, Thường trực ban trị sự Phật giáo quyền Chợ Gạo và Đại Đức Thích Minh Phước trụ trì niệm Phật đường Liên Hoa đến bàn giao 5 căn nhà tại xã Bình Phục Nhất và 12 căn nhà tại xã Xuân Đông, quyền Chợ Gạo. Mỗi căn nhà, đoàn ban từ thiện tài trợ 30 triệu đồng. Ngoài ra, thân nhân của gia đình cũng cố gắng đóng góp để các căn nhà xây dựng được khang trang, xinh đẹp và tiện nghi hơn, giúp bà con vươn lên, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững. Cũng dịp này, Đại Đức Thích Minh Phước tài trợ cho 7 gia đình Phật tử tại địa phương, thiết kế vườn lâm tỳ ni tại Thư Gia đón mừng Phật đảng. Chư Tôn Đức trong đoàn ban từ thiện đã quan lâm chúc mừng đến gia đình quý Phật tử trong niềm hoan hỷ. Niềm vui ngày Phật đản đã thật sự ấm áp và lan tỏa mạnh mẽ đến bà con miền phương quê sông tiền thân thương này.